Cảnh quay dưới nước của Triệu Lộ Tư khiến dân tình xót xa, đứng ngồi không yên. Mới đây, trong hậu trường phim Rèm Ngọc Châu Sa, những cảnh quay dưới nước vẫn có yêu cầu rất cao đối với diễn viên. Chính vì vậy, trạng thái và biểu cảm của Triệu Lộ Tư trong những cảnh dưới nước đều rất tốt, đồng thời, tạo hình nhà đường và biểu cảm diễn xuất trong trailer phim cũng nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Huấn luyện viên Lặng trong Rèm Ngọc Châu Sa cho biết, Triệu Lộ Tư có thân hình nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ và quan tâm đến người khác. Cô ấy đã tự mình nín thở trong suốt cảnh lặng, không đeo bịt mũi, để tạo ra những khung hình đẹp. Cô ấy đã không mặc quần áo giữ ấm, dù phải chịu nhiệt độ lạnh, va đập, rầy xước, nhưng cũng không hề phàn nàn hay khoe khoang. Phim Rèm Ngọc Châu Sa, hay tên gọi khác là Châu Liêm Ngọc Mạc, chuyển thể từ tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Chi Tiền Truyện của tác giả Đàm Thiên Âm, phim về đầu thời Đường, thiếu nữ Đoan Ngọ làm nghề mò ngọc trai ở hợp phố, vì không chịu nổi lăng nhục mà chạy khỏi trại khai thác ngọc. Trong lúc nguy cấp, thi nhân Trương Tấn Nhiên đã ra tay giúp cô thoát hiểm. Để tìm hiểu thân thế, Đoan Ngọ gia nhập thương đội của Yến Tử Kinh. Nhờ vào đầu óc nhạy bén mà cô giao dịch thành công một vụ buôn bán châu báu lớn, cũng có được người bạn thân là Việt Vân Tụ. Đoan Ngọ vốn chỉ am hiểu về ngọc trai, nhờ Yến Tử Kinh chỉ dẫn mà mở mang tri thức về thế giới của châu báu. Song cô lại bị cuốn vào ván cờ sinh tử do Yến Tử Kinh bày ra mà suýt phải bỏ mạng. Để tìm hiểu chân tướng, Đoan Ngọ đi Dương Châu, nhờ hộ giáp đồi mồi mà thành danh. Hộ giáp ở đây có nghĩa là bao móng tay. Cùng Việt Vân Tụ làm ra bàn gương trang điểm, chế tạo lưu ly, ngọc bích, đưa châu báu nhiều màu sắc rực rỡ vào Dương Châu vốn thịnh hành châu báu màu trắng, mở rộng thẩm mỹ của vùng bản địa, trở thành đoàn trưởng đứng đầu nghiệp đoàn, mà duyên phận đưa đẩy cho cô gặp lại Trương Tấn Nhiên. Hai người không muốn bỏ lỡ nhau nữa, nhưng vào ngày cô trở thành đoàn trưởng của nghiệp đoàn, lại bị bạn đồng minh lúc trước là Trịnh Tri Hoành đánh xuống đáy vực. Khi tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, Đoan Ngọ may mắn được Trương Tấn Nhiên cứu. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cô đối đầu với Trịnh Tri Hoành, lần nữa vượt qua nghịch cảnh, giành được vị trí đoàn trưởng, đưa Dương Châu tiến lên đỉnh cao của nghệ thuật châu báu. Thành Nghị gây sốt với nhan sắc đối lập trên tạp chí vào dịp sinh nhật. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Thành Nghị trên bìa tạp chí Elle số tháng 6 năm 2024. Được biết, anh chàng cũng chính thức mở khóa bìa ngũ đại nữ Elle vào dịp sinh nhật của mình. Ngay khi được phát hành chưa đầy một phút đã bán được hơn 60.000 bản giới hạn. Trong bìa tạp chí lần này, Thành Nghị xuất hiện với hai diện mạo, một bên là quý ông quyến rũ, còn một bên là thiếu niên siêu soái. Dù ở hình ảnh nào, nam diễn viên trong mắt fan hâm mộ vẫn sở hữu nhan sắc lẫn sức hút khó cưỡng. Chính vì vẻ ngoài điển trai cùng diễn xuất ổn áp, Thành Nghị là một trong những tiểu sinh có tên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ và có fan hâm mộ đông đảo nhất hiện nay. Đáng chú ý, vào ngày sinh nhật năm ngoái, fan của Thành Nghị đã dùng 500 chiếc drone vẽ anh chàng trên bầu trời hoành điếm. Những hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trên chặng đường làm nghệ thuật của anh chàng. Thành Nghị sinh năm 1990, được mệnh danh là nam thần cổ trang của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Sau khi ra mắt làng giải trí năm 2011 với Mỹ Nhân Thiên Hạ, anh dần khẳng định tên tuổi với các bộ phim cổ trang như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Vụng Hương Phai, Liên Hoa Lâu. Thời gian gần đây, phim mới của Thành Nghị khá nhiều. Chính vì thế, anh là nam diễn viên đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Khi tên tuổi liên tục góp mặt trên các bảng xếp hạng lưu lượng, anh được xem là viên ngọc sáng của làng phim ảnh Hoa ngữ, khi có cả ngoại hình lẫn tài năng diễn xuất. Được biết, sau khi đóng máy dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, Thành Nghị sẽ tiếp tục vào đoàn phim Phó Sơn Hải. Thời điểm khi mới tung poster khái niệm, nhưng sức hấp dẫn của Thành Nghị khiến hai nhà tư bản lớn là Tencent và EQG cùng muốn có được. Ngoài EQG và Tencent, còn có Gấu Rơm, Diệp Hoa Ảnh Thị là công ty con có cổ phần Hoang Thụy Thế Kỷ và Đồng Lạc Ảnh Thị cũng đều tham gia sản xuất. Có thể thấy, nam diễn viên cũng là diễn viên đầu tiên có được đãi ngộ này. Bảng xếp hạng nữ diễn viên có phim đạt điểm đu bang cao, Dương Tử xuất sắc vẫn thua xa Triệu Lệ Dĩnh. Đu bang là một trong những trang đánh giá phim phổ biến nhất Trung Quốc với độ tin cậy và uy tín cao. Tuy không phải là yếu tố quan trọng nhất nói lên sức ảnh hưởng của phim, tuy nhiên, số điểm trên đu bang cũng đại diện cho ý kiến của số đông khán giả, có ảnh hưởng nhất định đến thành bại của tác phẩm. Cả Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Châu Vũ Đồng đều có con mắt chọn kịch bản tốt với nhiều phim đạt điểm đu bang cao ngất ngưỡng. 1. Lưu Diệt Phi. Lưu Diệt Phi là nữ diễn viên duy nhất có 100% điểm đu bang phim truyền hình đều trên 7.0, từ những bộ phim cổ trang từ hơn 10 năm trước như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp với 9.2 điểm, Thiên Long Bát Bộ với 8.6 điểm, đến những bộ phim gần đây như Mộng Hoa Lục với 7.9 điểm,
hay Đi đến nơi có gió với 8.7 điểm, đều có nội dung xuất sắc. Có thể thấy, tuy đóng khá ít phim truyền hình, nhưng bộ phim nào của Lưu Diệc Phi cũng rất chất lượng. 2. Triệu Lệ Dĩnh. Là nữ diễn viên đứng đầu dàn tiểu hoa sau 85, Triệu Lệ Dĩnh có 60% số phim đạt điểm cao trên Du Bang, như Gió Thổi Bán Hạ với 8.2 điểm, Giữ Phượng Hành với 7.2 điểm và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia với 7.0 điểm. Ngoài khả năng gánh phim cổ trang cực xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh còn thành công chuyển hình với thể loại chính kịch và mới đây là điện ảnh. 3. Dương Tử. Tỷ lệ phim đạt điểm cao của Dương Tử là 33,3%. Nàng Tiểu Hoa là một trong số ít nữ diễn viên thuộc lứa 90 có thể cân bằng được cả khả năng diễn xuất lẫn lượng fan đông đảo. Trong những năm gần đây, hầu hết mọi bộ phim truyền hình có sự tham gia của Dương Tử đều được khán giả đón nhận. Trong đó, Trường Tương Tư phát sóng năm ngoái đạt 7.8 điểm. Đầu năm nay, bộ phim Hiện Đại Muốn Mãi Mãi Yêu cũng đạt điểm 7.2 điểm. 4. Bạch Lộc. Tuy có độ phủ sóng cao cùng lượng fan đông đảo, nhưng lượng phim đạt điểm Du Bang cao của Bạch Lộc lại khá hạn chế, chỉ chiếm 22,2% trong tổng số phim cô nàng từng đóng. Trong đó, hai bộ phim có điểm cao nhất là Cảnh Sát Vinh Dự với 8.5 điểm và Châu Sinh Như Cố với 7.2 điểm. Những bộ phim lên sóng trong 2 năm trở lại đây đều có điểm Du Bang khá lẹt đẹt như Trường Nguyệt Tẩn Minh với 5.6 điểm hay Dĩ Ái Vi Doanh với 4.3 điểm. 5. Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư đóng khá nhiều vai chính trong suốt 7 năm ra mắt với tư cách diễn viên, nhưng chỉ có 20% tổng số phim nhận điểm Du Bang cao, trong đó nổi bật nhất là Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn với 8.5 điểm và Tinh Hán Sáng Lạng với 7.9 điểm. Vương Sở Nhiên gây bão vì nhan sắc rạng rỡ ở phim mới, Cười Sượng Trân tới nỗi bị khán giả mắng oan. Bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc Khánh Dư Niên 2 chính thức lên sóng 2 tập đầu tiên trên khung giờ vàng của đài truyền hình trung ương CCTV8 và 5 tập trên tài khoản VIP của nền tảng trực tuyến Tencent Video. Ngoài nam nữ chính Trương Nhược Quân và Lý Thấm, Vương Sở Nhiên cũng là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, dù cô chỉ đảm nhận một vai khách mời. Mới đây, một số cư dân mạng bên Trung Quốc đã đăng bài soi nụ cười Sượng Trân của nhân vật Tang Văn do cô thể hiện. Không chỉ vậy, một số khán giả chỉ xem đoạn cắt ngắn cũng lên tiếng chê bai. Trong ngày đầu tiên Khánh Dư Niên phần 2 lên sóng, Vương Sở Nhiên trở thành cái tên gây chú ý. Cô diễn đạt cảnh nhân vật Tang Văn cười sượng, nhưng bất ngờ bị chê. Tuy nhiên, thực tế thì Vương Sở Nhiên đã bị mắng oan. Bởi lẽ ở phân cảnh này, nhân vật Tang Văn đang bị bắt tập cười, dù không muốn. Thế nên phải nói là cảnh này mỹ nhân sinh năm 1999 diễn quá đạt, và những lời chê bai vô hình chung lại trở thành sự công nhận cho diễn xuất của cô. Bên cạnh những lời chê oan, Vương Sở Nhiên cũng nhận nhiều lời khen từ các khán giả đã và đang xem phim. Họ nhận xét, cô có nhan sắc và tạo hình quá đẹp, cách thể hiện cũng dễ thương, gây nhiều thiện cảm. Vương Sở Nhiên xuất hiện trên 4 chủ đề hot search của mạng xã hội Weibo, vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng, mỹ nhân sinh năm 1999 thoại phim chưa đủ lực. Tuy nhiên, tạo hình cổ trang của cô nhận rất nhiều lời khen ngợi. Khán giả nhận xét, nhân vật Tang Văn có nhan sắc tỏa sáng, cách thể hiện của Vương Sở Nhiên mang lại cảm giác dễ chịu, gây nhiều thiện cảm. Trong phim, Vương Sở Nhiên đảm nhiệm vai diễn Tang Văn, một cô gái xuất thân chốn thanh lâu, nam chính Phạm Nhàn tới Bảo Nguyệt lâu để điều tra và gặp được nàng. Thảm họa nhan sắc si bít đẹp lên trông thấy nhờ giảm cân, yêu mỹ nam hot bậc nhất 2023 ở phim mới. Còn nhớ hồi hè năm ngoái, thời điểm Ngọc Cốt Dao lên sóng, nhan sắc của nữ chính Nhậm Mẫn trở thành chủ đề được bàn tán ở khắp nơi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không phải cư dân mạng suýt xoa vì cô quá đẹp mà ngược lại, mọi người gắn cho Nhậm Mẫn cái mác thảm họa nhan sắc của dòng phim cổ trang. Thậm chí, rất nhiều khung hình không đẹp của cô trong phim bị chụp màn hình rồi lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thế nhưng đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Sau Ngọc Cốt Dao, nhan sắc của Nhậm Mẫn ở những dự án tiếp theo như Ngũ Hành Thế Gia hay mới đây là Những Vì Sao Lấp Lánh đóng cùng Lý Hiện tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực. Cũng vì lẽ đó, nhiều người tỏ ra lo ngại cho Cẩm Tú An Ninh. Dù cho dự án này có sự góp mặt của Trương Vãn Ý, mỹ nam nổi nhất nhì năm 2023 nhờ thành công của bom tấn cổ trang Trường Tương Tư. Dẫu vậy, khi ekip Cẩm Tú An Ninh tung clip hậu trường của cặp đôi chính, khán giả lại có cái nhìn khác về vẻ ngoài của Nhậm Mẫn. Theo đó, netizen nhận xét, có vẻ như Nhậm Mẫn đã giảm cân, nên gương mặt trở nên thon gọn. Nhờ vậy mà trông cô cũng đẹp hơn rất nhiều trong tạo hình cổ trang. Bình luận của khán giả sau khi xem clip hậu trường phim Cẩm Tú An Ninh do Nhậm Mẫn đóng chính: Nhậm Mẫn phim này giảm cân rồi, nên tạo hình cổ trang nhìn hợp mắt hơn hẳn.
Nhậm Mẫn nhìn mặt thon gọn trông đỡ hơn đấy, đợt xem Ngọc Cốt Dao đúng là thảm họa, nhưng mà nhìn chung, Nhậm Mẫn cố đi theo đường thực lực đóng mấy phim kiểu bi thương ngược dòng thành sông thì hơn, chứ cỡ này mà đóng cổ ngôn thì khoai lắm. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.